tức giống biển mặn, cái nickname biển mặn á. Ngô Văn Dũng, Dũng biển mặn thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh bị bắt và khởi tố tạm giam, điều tra khởi tố theo điều 118 của Bộ luật hình sự. Đối với cái nhóm tay chân của tên biển mặn này thì còn rất là nhiều người cơ. Trong đó như cái live stream trước Dương Vy có nhắc đến cái nhóm của biển mặn này này, như Trần Bản Lĩnh, Nguyễn Uyên Thùy. Nguyễn Uyên Thùy hiện tại á đang live stream, cái live stream của Nguyễn Uyên Thùy rất là đông người xem trong cái thời gian gần đây á. Nguyễn Uyên Thùy là một tay chân có mối liên hệ khá là chặt chẽ với Ngô Văn Dũng, với Huỳnh Trường Ca. Đấy. Đặc biệt là bây giờ tên Hùng Điêu Linh này cũng làm khách mời của Nguyễn Uyên Thùy, Lê Minh Thể cũng vậy. Đối với cái việc mà Ngô Văn Dũng, tức Dũng biển mặn này, bị bắt và được công an người ta đưa cái giấy gọi là bắt tạm giam và điều tra theo điều 118 của Bộ luật hình sự ấy, năm 2015, thì làm cho những cái kẻ dân chủ cuội ở trong nước nó phát điên và phát hoảng. Đồng thời nhiều người người ta lên tiếng về cái việc mà cơ quan an ninh điều tra người ta bắt tên Ngô Văn Dũng biển mặn này. Trong đó có cả Sĩ Đang cũng lên tiếng. Đấy. Với cái nhóm biển, nhóm nhóm hiến pháp cũng như nhóm gọi là hội anh em dân chủ cuội á, thì Dương Vy sẽ đọc lại cái danh sách ấy thêm một lần nữa. Đó là Trần Bản Lĩnh, Ngô Văn Dũng, Dũng biển mặn đã bị bắt, Nguyễn Viên Uyên Thùy thì hiện tại cũng đang livestream, số lượng người xem có lúc lên đến hơn 300 người xem cơ. Đấy. Còn Huỳnh Trường Ca cũng đã bị bắt. Còn Hồ Văn Hùng, Phạm Văn Tám, Hoàng Trọng Mẫn, Lê Minh Thể, Mai Phước Chờ, Trần Hoàng Lan, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị Bình, Trần Thị Kim Yến, Hồ Văn Cương, Trần Thu Hương, Bùi Tuyết Mai, tức Mai Bùi, Võ Thị Hà, tức Võ Hà, Phạm Minh Thảo, nên là Thảo Phạm, Nguyễn Thị Trúc, tức là Trúc Lé, vợ của Trương Hữu Lộc. Đấy là những danh sách mà Dương Vy đọc trước đó. Còn thêm nữa, có cái tên gọi là tên tên Xiêm Thái. Xiêm Thái này, Sĩ Đang này, Sĩ Đặng á. Xong bây giờ các diễn đàn mới nổi lên, có diễn đàn của Châu La Khải với cái anh Vui Vẻ cũng xuyên tạc về Đảng, bác rất là nhiều. Đặc biệt là cái anh Châu La Khải ngày live stream liên tục từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Đó là cái anh Châu La Khải. Đối với cái việc mà công an, an ninh điều tra, cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh ấy, bắt khởi tố tên Ngô Văn Dũng biển mặn này, này theo điều 118, thì cái điều 118 này cái mức án dành cho kịch khung là 15 năm tù. Còn những cái người đang có ý định và cũng là chân tay cấu kết với cái tên Dũng biển mặn, nếu mà được cơ quan an ninh điều tra người ta khởi tố và bắt tạm giam điều tra, nếu có xử phạt thì ít nhất cũng phải 3 năm tù trở lên. Chính vì điều đó làm cho những cái kẻ dân chủ cuội phát sốt
cũng rất là lo lắng. Và tại sao bọn chúng liên tục kêu gọi người dân xuống biểu tình, kéo nhau đến các đại sứ quán và lãnh sứ quán để làm gì? Để xin tị nạn. Nhưng xin thưa rằng những cái nước ở châu Âu và Mỹ, châu Mỹ như Mỹ này hay Canada, những nước ở châu Âu, Úc, Pháp, người ta cũng không nhận người tị nạn, bởi vì cái quy chế đó ở trên thế giới người ta phối hợp là không có cái việc tị nạn chính trị. Chính vì điều này thì bọn chúng không có cửa để mà chạy ra nước ngoài theo cái việc tị nạn, lấy cái gương của vợ chồng Châu Tâm ra để biết là cái vé trả cho cái việc mà phản động quê hương, phản bội lại quê hương, phản động chống lại quê hương đất nước. Bây giờ đang sống ở Thái Lan, sống lay lất như hành khất, chỉ có đi ăn cơm của nhà chùa vào buổi trưa và buổi sáng. Đấy là cái việc mà hai vợ chồng Châu Tâm làm, hơn nữa có một cháu nhỏ. Cái việc đó sẽ đánh mất cả tương lai cuộc đời của cháu nhỏ đi. Vâng, anh Hòa Bình Trần, cái tội tụi đó thì bây giờ nói hay không thì cũng trong tầm ngắm của cơ quan an ninh điều tra hết rồi anh. Bởi vì cái danh sách em vừa đọc ra đó, thì chính những kẻ như Trinh Lê này hoặc những người khác đã bị bắt trước đó và được thả ra ấy, thì qua quá trình điều tra khai báo, tường trình khai báo trước cơ quan an ninh điều tra, người ta lập ra những cái danh sách những tên người đó giao cho cơ quan an ninh điều tra. Còn đối với tên Thư Thích Thông Lai ấy, thì lừa đảo hết cái chuyện này đến chuyện khác. Cách đây mấy tháng về trước, hắn cùng với cái nhóm Triều Đại Bịp ấy, muốn thông qua cái việc lật lại Hiệp định Paris năm 1973 để làm gì? Để lừa đảo bà con kiều bào ở hải ngoại, thông qua cái hiệp định đó lấy một số tiền gọi là tiền ủng hộ quyên góp để thuê mướn luật sư khởi kiện và đưa ra cái vụ việc lật lại lịch sử 1973 lên trước cái chính quyền của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đó sẽ không xảy ra và hắn đã thôi cái ý định đó. Nhưng trong khoảng mấy ngày hôm nay ấy, hắn lại cùng với cái đám Thích Thông Lai này này, tức là Thái Gò Công này. Đấy. Cùng với đội như Huỳnh Thanh Hoàng á, lại xuyên tạc nói là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào ngày mùng 5. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết rằng riêng sáng nay á, Tổng Bí thư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm trưởng ban tang lễ tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến nơi an nghỉ cuối cùng, là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bế mạc cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần khóa 8. Trung ương Đảng lần thứ 8. Đấy là cái việc mà hắn đã xuyên tạc trắng trợn về sự về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với tên Sư Thích Thông Lai này, hắn không có gì ngoài cái việc xin tiền của cái
người gọi là đi chùa chiền với những người theo cái đạo Phật đến cửa chùa để hành lễ thường xuyên đấy. Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai ấy, hắn cấu kết với một số tên sư ở trong nước thông qua việc đó để tuyên truyền kích động cái người theo đạo Phật này này để nói xấu về chế độ đảng nhà nước. Một người sư tứ đại vai không, không màng cái chuyện thế sự, không màng cái chuyện của trần tục, nhưng những cái việc của hắn làm đi ngược lại với cái điều, những cái điều mà Phật pháp giảng dạy. Đối với cái việc hắn cấu kết với đám Sophia này, Tiger, Google để kêu gọi bà con kiều bào ở hải ngoại thành lập cái này, thành lập cái kia, kết hợp với những diễn đàn đó để làm sao? Để lôi kéo, kích động những người ở trong nước, những anh em dân chủ cuội như nhóm biển mặn này này. Đấy. Như bây giờ có cái mụ Nguyên Thùy này là tay chân đắc lực nhất đi vào cái diễn đàn của tên Thích Thông Lai này. Trong đó tên Huỳnh Thanh Hoàng mọi người không lạ gì. Đấy. Mà Dương Vi á sẽ nhắc lại cái tiểu sử của đám triều đại Việt này một chút. Cái tên Ngô Hùng, tức Ngô Khùng này này, là sống ở Canada, cũng chỉ là một người ăn trợ cấp của chính phủ Canada thôi. Lái xe chở vợ, chở con đi, vợ con là dân biểu ở bên Canada. Còn thằng Nguyên Bóng Đêm ở bên Pháp chỉ cuốn thức ăn, cuốn sushi thôi. Đấy. Còn tên Huỳnh Thanh Hoàng này làm neo ở bên Mỹ. Nhà cửa thì cách đây mấy tháng vì không trả được thuế đã bị tịch thu, hắn sống ở trong xe đâu. Đó. Không biết bây giờ lấy được nhà chưa. Vâng, em chào anh Lim Ly, chào tất cả mọi người. Đó là cái tên Huỳnh Thanh Hoàng. Còn tên Thái ấy, tức Lê Thái, Thái Gò Công này này. Đó. Cũng trong cái nhóm của Ngô Khùng, Ngô Hùng này, cũng cấu kết với cái tên Sư Thích Thông Lai này. Mà ở bên cạnh tên Thích Thông Lai này và Lê Thái có một tên tức là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên này có thỉnh thoảng về nước, bay về nước. Mà Khôi Nguyên này là ai? Hỏi A Quy Nguyễn, tức Nguyễn Anh Quân, thì sẽ biết về tên Khôi Nguyên này. Còn tên Chi Phùng á cũng là đệ tử của Thích Thông Lai. Cái nhóm này này, tên Thái Gò Công với Khôi Nguyên, Thích Thông Lai có đệ tử là Vượng Tất Nguyễn. Bốn tên này nó kết hợp vào để xuyên tạc, nói về xấu về đảng Bác, đặc biệt là các vị lãnh đạo ở trong nước,
Vâng, em mời anh Lưu Ly lên chia sẻ một chút ạ. Kia đám triều đại Việt với tên Thích Thông Lai anh ơi. À, triều đại Trong Việt này đó thì có triều đại Việt này thằng A Quy nó quy chụp cho là cộng sản gì mà. không, thằng A Quy ấy, có một tên tay chân đây, tức là tên Khôi Nguyên này này. À, là đệ tử của tên Thái Gò Công á, từng là tay chân của A Quy anh ạ. Thế mà sao nó lại quy chụp cho triều đại Việt là coi như là cộng sản, nó cộng sản cho tiền để đánh phá cộng đồng bên đó. Chào tất cả anh chị em nhé. Nó cố tình thế đấy A Quy á, bởi vì A Quy ấy À còn có một hai người nữa đang cho về nước để thực hiện cái âm mưu của A Quy, nhưng cái việc đó trong quá trình mấy anh em đang thực hiện theo dấu vết của những người mà A Quy cử về nước đó thì